anh suy nghĩ sao vậy? Tướng tá mấy anh nào cũng cao to hết đè, anh Minh Nhí là đánh tội nghiệp kêu anh khóc rồi nè, thấy chưa? Thôi như thế này, thật sự ra là em lần đầu tiên đến với trung tâm Văn Sơn thì cũng rất là bỡ ngỡ, cũng mong muốn có một anh chàng MC đẹp trai đứng cạnh em để dẫn dắt chương trình. Nhưng mà mỗi lần ra mà cứ sáu anh chàng kéo ra một lúc như thế này thì cũng không được đúng không? Hay là bây giờ như thế này, nhỏ vậy chứ có giỏ giống chị hả Norman? À giống cho Pháp quá. Thôi nè, như thế này được không? Không biết mấy anh có đồng ý hay không. Chương trình của chúng ta còn rất dài, còn rất nhiều tiết mục, nên là em sẽ cho mỗi anh ra xuất hiện với em dẫn dắt chương trình một lần. Và anh nào đem lại những tiếng cười đầy thú vị đến với khán giả và đến với Jennifer thì sẽ làm chương trình với em cho phần chương trình còn lại. Đồng ý không? Rồi, hỏi chân thay vậy đi. Quý vị có đồng ý không à? Rồi, như vậy nha.